Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Thời gian vừa qua có rất nhiều thông tin về KIC và cũng có rất nhiều lỗi khi mà các bạn thực hiện KIC. Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại các lỗi về KIC để giúp cho các bạn vượt qua các lỗi phổ biến ở trong KIC nha. Và lỗi đầu tiên mà mình nghĩ cũng là lỗi nó rất phổ biến luôn, đó là lỗi mà các bạn không truy cập được máy ảnh, không cấp quyền truy cập máy ảnh. Như hình ở đây là đã có ghi là có vẻ như quyền truy cập máy ảnh đã bị từ chối vui lòng cấp quyền truy cập trong cài đặt và quay trở lại. Thì đa số trường hợp truy cập máy ảnh này nó xảy ra ở trong điện thoại iPhone. Và không chỉ iPhone đời thấp mà đôi khi iPhone đời cao cũng bị luôn. Vậy thì phải làm sao? Trong trường hợp này cũng có các pioneer đã chia sẻ là bạn đừng cố mày mò khi gặp lỗi này nếu như bạn đang xài iPhone. Điều bạn cần làm là đổi điện thoại sang một máy khác. Tốt nhất là các bạn nên thay đổi vào máy điện thoại Android ấy, rồi sau đó đăng nhập vào B-Browser, chọn mục KIC và tiến hành thực hiện KIC. Trong trường hợp đó thì riêng máy iPhone bạn vẫn có thể giữ nguyên không cần đăng xuất ra. Đợi máy kia KIC xong thì dùng iPhone vào lại B-Browser để kiểm tra kết quả là ok. Đấy, cái lỗi đầu tiên cũng là lỗi phổ biến nhất dành cho những ai sử dụng điện thoại iPhone là lỗi truy cập máy ảnh. Dù cho bây giờ có nhiều điện thoại đời cao hoặc là các bạn đã mở truy cập máy ảnh rồi nhưng vẫn gặp lỗi này thì tốt nhất là nên thay đổi sang một cái điện thoại Android để thực hiện KIC là tốt nhất. Và nó đa số diễn ra trong iPhone chứ điện thoại Android thì không có. Cái lỗi thứ hai là lỗi tải dữ liệu khi up hồ sơ lên. Thì khi mà bạn đã thực hiện xong rồi thì nó ghi là đã xảy ra lỗi khi tải dữ liệu của bạn, vui lòng thử lại sau. Thế thì ở trong trường hợp lỗi này đa số là do đường truyền yếu. Thì bạn chỉ cần upload lại vài lần là được. Và nếu như vẫn không được thì bạn nên tìm một nơi nào đó có sóng wifi ổn định và sau đó tiếp tục các bước đó cho tới khi hoàn thành xong toàn bộ các bước thực hiện KIC. Bởi vì KIC không có giới hạn thời gian nên các bạn không cần lo lắng. Và như vậy là bạn sẽ giải quyết xong cái lỗi thứ hai cũng xảy ra rất thường xuyên, đó là đã xảy ra lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau. Hay ở trong tiếng Anh thì nó sẽ ghi là something went wrong with uploading your data, please try again. Lỗi 403 đấy, thì các bạn chỉ cần upload lại, lặp đi lặp lại là được, bởi vì đa số là do đường truyền. Rất nhiều pioneer cũng có chia sẻ ở đây này, vấn đề này trước mình có đề cập nè, mạng chập chờn và yếu, giải pháp tối ưu để có thể sử dụng là sau khi xác nhận xuất KIC thì nên đăng ký gói 4G, 5G để tối ưu hóa và ổn định tốc độ đường truyền. Hoặc là nhiều pioneer cũng chia sẻ này, nó bị ngã mạng ấy bạn, ấn vài lần không được, tắt đi, vào kiểm tra là ok. Hôm qua em tôi cũng làm mạng ngon mà vẫn bị thế này, chắc do thời điểm đó nhiều người gửi đơn nên nó thế, bấm mãi mà vẫn bị thế, xong tắt đi, vào lại là thấy báo ok. Đấy, ok, và đó là cách để giải quyết. Tiếp theo, lỗi thứ ba, đó là lỗi màn hình trắng. Thì có một vài nơi chia sẻ như thế này này, mọi người trong nhóm cho mình hỏi, mình KIC cứ đến bước sử dụng ảnh thì trắng màn hình, mình sử dụng iPhone 6S Plus, mọi người chỉ mình khắc phục với ạ. Đây, toàn bộ màn hình bị trắng như thế này. Trong những cái trường hợp mà các bạn sử dụng iPhone mà bị lỗi, mà mình nghĩ chỉ đa số ở điện thoại iPhone mà thôi, thì tốt nhất bạn nên đổi sang một cái điện thoại Android khác, cài B-Browser, đăng nhập vào và thực hiện KIC tiếp. Chỉ cần cài B-Browser thôi là đủ, không cần phải cài B-Network đâu, bởi vì các bạn thực hiện qua bên B-Browser mà. Đấy, thì các bạn cũng có chia sẻ cái kinh nghiệm của mình nè. Mỗi B-Browser vẫn được đăng nhập được à bác? Vẫn được bình thường nhé, B-Team bổ sung cơ chế đăng nhập độc lập cho B-Browser từ ngày 14 tháng 3 rồi. Cũng có bài nó chia sẻ là từ iPhone 11 trở xuống hay bị lỗi phần đó, cách khắc phục là mượn điện thoại Android hoặc là điện thoại iPhone xịn hơn để đăng nhập rồi KIC. Và đó là những lỗi cơ bản khi mà các bạn thực hiện KIC. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ thêm một vài câu hỏi khác và trả lời như ở đây. Chụp sẵn giấy tờ lưu trong máy để chuẩn bị KIC được không các bạn? Vì phiên khai thác của mình bắt đầu vào ban đêm nên chụp giấy tờ trực tiếp để thực hiện KIC sẽ rất mờ, không phủ hết được bóng gốc. Đây là dành cho những trường hợp những bạn nào hiện tại đang cách tia sét vào ban đêm. Các bạn sẽ nhận được suất KIC thông qua việc cách tia sét. Và nếu như các bạn cách tia sét vào 10-11 giờ đêm thì chụp ảnh giấy tờ lên nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì buổi tối thì bị một tình trạng là thiếu ánh sáng. Cho nên các bạn có thể chụp trước hình ảnh giấy tờ tùy thân của các bạn trước, rồi sau đó khi mà thực hiện KIC thì các bạn chỉ cần upload nó lên mà thôi. Và hiện tại những bạn nào chưa được KIC mình nghĩ nên chụp trước đi, chụp trước cho khỏe.
sau này chỉ cần up lên thôi, đỡ mất thời gian các bạn. Bởi vì khi mà các bạn nhận được số KC rồi, các bạn mới đi tìm chỗ để chụp, nó rất là mất thời gian này. Còn phải tìm chỗ chụp, chỗ nào có ánh sáng tốt này. Rồi đôi khi các bạn đang ở trên công ty hay là đi làm việc mà nó có KC bất ngờ, thì bạn phải chọn một cái nơi mà có ánh sáng tốt nhất, thì nó rất là mất công. Trên khi nào mà bạn có thời gian rảnh thì các bạn nên thực hiện chụp luôn giấy tờ tùy thân của mình trước, và để đó đợi đến khi nào có KC thì upload đây. Và đó là thông tin liên quan KC. Ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ thêm một thông tin. Có một banner đã chia sẻ là sáng nay mình nhận được một đơn xác thực thẻ sống về video trực tiếp người thật không. Thì có trường hợp cô gái đó cầm trên tay điện thoại đưa lên hình ảnh một ông bác lớn tuổi rồi. Cô ấy đưa zoom vào màn hình hình ảnh của ông. Mình nghĩ cô đang KC cho tài khoản của ông và có thể là ông đã mất. Em coi đi coi lại và quyết định chọn không đúng. Hiện tại vẫn chưa có chính sách hoặc quy định cho việc thừa kế tài sản. Quy định này cần được xác minh cùng với luật sư. Nếu không may qua đời, hãy lưu mọi tài liệu và giấy tờ tùy thân, giấy chứng tử, di chúc, thông tin tài khoản đăng nhập của người mất. Vì điều đó có thể hữu ích khi chính sách được áp dụng. Không có gì đảm bảo rằng chính sách sẽ được áp dụng cho những người đã qua đời, nhưng ít nhất họ có thể tự tạo cho mình những cơ hội tốt nhất có thể. Trong trường hợp này thì chúng ta cũng từng chia sẻ với nhau về việc là quy định về thừa kế tài sản hay không, thì câu trả lời của Mốt cũng giống như những gì mà người dùng này đã chia sẻ. Đó là hiện tại những ai có người thân tham gia business network mà qua đời một cách đột ngột, nhất là vừa trải qua đợt dịch Covid rất là nặng nề trên toàn thế giới vừa rồi, thì hãy lưu lại mọi tài liệu, giấy tờ tùy thân, giấy chứng tử, di chúc, thông tin tài khoản đăng nhập của người mất. Bởi vì có thể thôi nha, chỉ là có thể Bitcoin Team sau này người ta sẽ phát triển và có chính sách dành riêng cho việc thừa kế tài sản. Và khi đó nếu như Bi nếu mà có giá cao thì những cái tài khoản mà thậm chí chỉ cần khoảng 1.000 Bi thôi thì đã có giá trị về kinh tế rất là cao rồi. Và có những chính sách như vậy sẽ hỗ trợ một cách trọn vẹn những người dùng tham gia và đóng góp vào mạng Bi Network. Và mình cũng hy vọng là sẽ có những chính sách như vậy. Và đó là toàn bộ chia sẻ của mình. Và nếu như bạn gặp trục trặc hay là có bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan đến KC thì hãy để lại bình luận bên dưới video này. Bây giờ cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.